đang tham quan viện Hải Dương học Nha Trang các bạn. Vật tái vườn đây cá đuối cá mập à, cá mập là có mặt nó ăn thịt nhiều đấy, có mặt nó cắn người đấy, đi, à bây giờ là cắn người đấy. Rồi cái con đi trước bác đi, nó đi trước bác đi. Các bạn thấy cá trình đúng không? Các bạn cá trình biển hết rồi. Có đừng bắt rác ở đây. Cứ nói mửa. Ý thức gì đấy. Có gì không? Đấy thì cá nằm dưới đây. Cá nằm dưới đây nè. Đây này. Đây này. Đi. Con nằm dưới đây. Đi con này con tay chưa ẩm. Đúng rồi con tay chưa. Con trên á. Ừ. Con này thì con lấy đi. Con này là con bắt cỡ. Nghe này con bơi là gì vậy? Mô hình thôi chứ đâu phải con thật đâu. Mô hình đó. Chúng ta đứng rồi. Đi xung quanh đâu có dấu đâu. Không có cái đâu. Đây này này. Đây là không có cá thật, khả làm cái mô hình này. Cá thật cái gì? Thật đấy. Thật. 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 Hai cái gì dưới nước cho con kìa, kìa con này, con dưới nước kìa. Hai cháu ơi, hai cháu. Hai cháu ơi, dưới đây nè.
con gì màu vào đây căng rồi còn gì nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.